Xin kính chào quý anh chị nha. Chúng ta lại tiếp tục hành trình đi sưu tầm gốm tại Nhật Bản. Và hiện tại thì em đang đứng ở một cái cửa hàng ở thủ phủ của Bizen, nơi mà những món đồ Bizen được tạo ra. Ở đây là làng gốm Bizen. Chúng ta sẽ thấy, anh chị sẽ thấy này, ở đây có một cái ống khói rất là lớn này. Bờ tường thì sẽ được trang trí bởi những cái bình Bizen lớn. Và bên trong kia thì anh chị sẽ thấy có củi này. Củi này để tạo ra những cái món đồ Bizen mà chúng ta hay còn gọi là đồ nung củi thủ công hoàn toàn đó cả nhà. Đến cả cái mái ngói ở trên bờ tường cũng sẽ được làm theo lối Bizen rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Còn giờ đây thì em sẽ mời cả nhà cùng theo chân em nha. Ở bên đây thì hai bên đường em thấy có những cửa hàng bán Bizen nha. Như là bên kia đường cũng sẽ có cửa hàng bán Bizen kìa. Đó, một cửa hàng bán những cái món đồ gốm. Ở đây cũng có một cửa hàng bán những món đồ gốm này. Em mời cả nhà. Đây, bên kia đường này, những món rất là đẹp nhá. Bên này cũng vậy. Nên em sẽ mời cả nhà cùng theo chân em vào bên trong này xem coi có gì không. Nếu mà như người ta không cho mình quay video ấy thì em sẽ cắt video nhá cả nhà. Còn nếu mà được quay thì em sẽ quay cho cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà cùng đi vô bên trong này với em luôn nha. Ở đây có những cái bát cơm này. Wow, những chiếc ly tách rất là đẹp nha. Tách cà phê, set cà phê. Wow, những cái bình hoa trên kệ. Ở đây có những cái dĩa. Bên trong này cũng có cha quan bình hoa. Rất là đẹp nha. Đến cả cái gác đũa cũng đẹp lắm này. Wow, những cái món tuyệt vời. Mời cả nhà cùng xem và sưu tầm với gốm Nhật Toki nha. Wow, cái này đẹp quá. Cái này là mời cả nhà cùng chiêm ngắm nha. Có con ngựa Bizen kìa. Ồ, có hai ông thần cá ở trên Bizen này, đẹp không? Ồ, nguyên một cái đĩa này không là gần 50 triệu. Gần 50 triệu cái đĩa này. Rồi, chúng ta sẽ đi đến những cái món nhỏ xinh như cái móc chìa khóa này. Đẹp không? Những cái ly này, ly nhỏ xíu xíu rồi. Đây, những cái ly đẹp này là những cái ly này 4 triệu một cái ly này. 4 triệu một cái ly như này nha. Đi ra ngoài xem ở bên kia có gì không. Đẹp quá. Rồi, mời cả nhà cùng xem một vòng nha. Có món gì cả nhà thích không?